nõm sườn ở giữa nhé. Ăn được cao bây giờ đang là 7 cân này, bắt chắc chắn là phải nõm sườn giữa. Đối với con mà nó chịu dậy chạy ăn được giá ăn được thấp này, thấp hơn phòng một chút. Chưa khỏe, chưa nõm sườn giữa được. Nhìn này có thể trẻ. Những con mà nõm sườn bình thường luôn, còn tăng này áp vào 4 cân nó không nó lại thử lại tiếp này. Đang 5 cân rồi, 6 cân thì sẽ nhìn rõ rệt hơn. Bắt đầu gần 6 cân rồi.